ngã tư Võ Văn Tần với lại Cách mạng 8 thì chết về hướng Võ Văn Tần. Thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món bánh mì lâu đời nhất Sài Gòn, quán bánh mì Sáu Minh của cô chú Sáu Minh tại số 170 Võ Văn Tần, phường 5 quận 3. Cho đến bơ và cả pate hoặc là thịt gà xé, thịt em bông và cả những cái ổ mì được làm sẵn gia vị trước cho khách mang về thì khách rất là đông. Xíu mại và cả mì dưa chua và cả rau nữa, vậy thôi. Bánh mì thì ở tiệm chủ cũng bán rất là nhiều thực phẩm như bánh bao, bánh chưng và cả bánh giò nữa. Khách đang, cô bé nhân viên của quán đang lấy bánh cho khách. Nhân viên của quán bánh mì chú Sáu Minh đang làm bánh mì cho khách mang về. Anh đứng đợi trước. Có đi rau dưa gì không chị? Một người bên này sẽ là bỏ trẻ thành phần, những cái thành phần của bánh mì mà khách yêu cầu. Một chị kế bên sẽ thêm rau, ớt và cả dưa chua, cả những cái thành phần còn lại cho một bộ bánh mì. Thì nhân viên của tiệm bánh mì Sáu Minh đang lấy gia vị ở trong nhà ra để thêm vào cái quầy tủ, vì khách rất là đông nên là nguyên liệu vơi đi rồi, vậy đang thêm vào trên cái khay gia vị để có thể bán cho khách một cách nhanh nhất. Ông chủ của tiệm bánh mì Sáu Minh nổi tiếng nhất đất Sài Gòn, bán từ năm 1975-76 đến bây giờ đã được 42 năm rồi, đang làm bánh mì cho khách. Con chào chú Sáu, cho con hỏi là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Mình bán 24-24 rồi. Là 24 giờ trong một ngày luôn? Dạ. Mình bán ở đây là tới bây giờ là được bao nhiêu năm rồi chú Sáu? Dạ, 42 năm rồi. Và cái giá của mình là bánh mì nó khoảng 25 tới 30 tùy thành phần của khách gọi. Đúng rồi. Là mình chỉ có một chi nhánh này thôi hả chú Sáu hả? Đúng rồi. Dạ. Thường thường một trong một ngày thì cái giờ nào là mình đông nhất á chú Sáu hả? Ừ. Đông nhất là buổi sáng và buổi chiều. Là đầu buổi sáng. Và đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều ạ. Ừ. Dạ. Còn nhiều là lai rai ráng suốt. Dạ. Đây, chú Sáu và nhân viên đang làm. Và ngoài kia thì những cái vị khách quen của bánh mì Sáu Minh đang ghé mua để mang về. Dạ, bánh mì thì với lại bánh bao, với lại bánh chưng và bánh giò thì tìm mình còn bán gì nữa chú Sáu? Bán tôm nước khô bò, khô mực thử hướng. Dạ, các loại khô ạ. Đó thì khô. Bán đồ thức ăn nhanh thôi. Dạ, bán thức ăn nhanh thôi. Ừ. Dạ, rồi con cảm ơn chú Sáu. Dạ. Chủ quán đang xách
chả này gọi là chả chiên. Chả chiên. Dạ. Mấy cái em? Một cái xôi khúc không? Có thể nói đây là tiệm bánh mì lâu đời nhất Sài Gòn rồi các bạn. Rất là nổi tiếng, khách trong nước và ngoài nước biết đến rất là nhiều. Và khi ai mà về Sài Gòn cũng hay thường tìm tới đây để mua bánh mì ăn một lần cho thỏa tối thèm bánh mì. Một cái món ăn rất là nhanh, rất là phổ biến tại những cái tỉnh phát triển công nghiệp như là Sài Gòn. Ghế đây để mua bánh mì không ạ? Dạ, bán như số rồi ghế, bán ông chú bán 30.000 mà bán mấy người mua với số khổ, bán tôi bán 10.000 khổ à. À, vậy là bình thường là bán cho người khác là 30.000 nhưng dạ. Mà cô với lại những người lao động nghèo khổ như bán với số thì chúng 6 minh chỉ có lấy có 10.000 thôi. Dạ. Chỉ 1/3 bằng 1/3 giá của người khác. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều ạ. Mình chỉ có đứng có tí xíu thôi nhưng mà khách ghé tới mua bánh mì mang về lai rai rất là nhanh nha các bạn. Là cái tủ bánh mì của chú Sáu Minh nổi tiếng nhất Sài Gòn, đã bán được 42 năm rồi. Mình đang đứng trước mặt tiền của cái tủ bánh mì tại 170 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3. Thì ngoài những cái món bánh mì, bánh bao thì đây có dâu phô mai, chân gà, rau câu dừa và những cái món được để trên cái bảng chân tủ này. Có nha đam, hạt chia, sữa dê nữa các bạn. Đó, các bạn có thể thấy ở đây có cả xôi khúc nữa, chỉ có 12.000 thôi. Thank you.
luôn. Cái này đủ không có thịt. Ăn mấy gì nha. Tôi biết rồi nha, con bị chó cái này mất cục đèn cho ông nha. Nó lớn thấy rõ ha. À đúng rồi. Chín chục cái lúc kia hết là 40 con lúc. Con lấy 900 đá cho 2. Phía trong thì có một cô bé đứng bán bánh bao và bánh giò và cả bánh chưng cho khách, và phía ngoài đó là tủ bánh mì. Đây, khách mua bánh mì để dùng ở trước. Tại số 170 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3.